Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc lễ hội Tết Việt, mở ra không gian vui chơi tham quan cho người dân từ nay đến Tết Nguyên Đán. Giá vé máy bay và xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi một số tỉnh thành hết vé giá tăng cao. Cận Tết, các chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh bừng sống dậy sau thời gian dài hiu hắt.